Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà hoặc tiến hành chọn mua một căn nhà, chúng ta sẽ cần chú ý nhiều tới phần khu vực xung quanh, quang cảnh của căn nhà mình. Các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích kết cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật, Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tề Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất". Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái, tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục và phương thức bố trí công năng, mặt bằng cũng như là phong thủy trong căn nhà của bạn. Hiện nay thì tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, lượng người đổ về các thành phố lớn nhiều, nhu cầu nhà ở cũng theo đó mà tăng vọt. Xu hướng mua nhà chung cư trong các đô thị tăng vì tính tiện lợi và giá thành. Tuy nhiên tại đây, gia chủ cũng cần chú ý đến phong thủy để có cuộc sống tốt hơn. Sau khi được sự hỗ trợ tư vấn từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về những thế sát nguy hiểm thường gặp phải trong các căn hộ chung cư hiện đại. Cửa nhà đối diện với cửa thang máy. Cửa nhà đối diện với cửa thang máy gây ra một loại sát gọi là chu tước khai khẩu sát. Tại trước cửa nhà của mình có thang máy hoạt động, về mặt công năng thì rất thuận lợi cho việc đi lại, nhưng về mặt lý khí trong phong thủy thì đây là một trường hợp không tốt chút nào. Thang máy hoạt động đóng mở liên tục gây ra cảm giác như là hổ đang cắn vào phần cửa chính của nhà chúng ta, khiến cho căn nhà bị xung hạn khí. Cùng với đó, thang máy trong chung cư cũng là những điểm nạp khí nhỏ ngoài vị trí ban công để dòng khí đi lại giữa các tầng và thông khí với đại môn tại tầng 1. Mỗi lần mở ra như vậy thì vô tình thu cắt khí vào ngôi nhà của bạn. Thế sát này về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những thành viên sinh sống trong căn nhà, làm cho những người sống trong ngôi nhà đoạn khí, sức khỏe yếu, tinh thần không tốt, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, từ đó dẫn đến tài lộc công danh kém. Ngoài ra, vào những năm thái tuế tinh quân, tam sát, ngũ hoàng đáo tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến gia đạo bất hòa, vợ chồng xảy ra cãi nhau, khẩu thị thị phi. Sau khi tham khảo các phương án hóa giải của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài, Phong thủy may mắn đưa ra phương án tối ưu nhất cho những căn hộ căn nhà này như sau. Sau khi tham khảo các phương án hóa giải của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài, Phong thủy may mắn đưa ra các phương án tối ưu nhất cho những căn hộ này như sau. Tại cửa chính của căn nhà, gia chủ cần chú ý sử dụng một tay co thủy lực nhỏ gắn tại trên đó để giúp cho cửa chính của căn nhà luôn luôn trong trạng thái đóng lại. Cùng với đó, tại khuôn cửa nhà mình, chúng ta sẽ sử dụng những đồng hoa mai đã được khai quang nạp chú đầy đủ và treo tại khuôn cửa để ổn định luồng khí ra vào tại đại môn nhà mình. Hai cửa nhà đối diện nhau. Trong trường hợp thông thường thì hai nhà đối diện nhau sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều tới nhà đối diện khi mà khoảng cách hành lang lớn khoảng 3 m. Nhưng khi mà một trong hai nhà sử dụng các vật phẩm như là gương cầu lồi, mũi tên, gương bát quái chiếu thẳng sang nhà bên cạnh sẽ gây ra thế sát. Thế sát này đem lại cho những người sống trong căn nhà các ảnh hưởng tiêu cực như tính tình nóng nảy, gặp phải những hung họa do các thế sát nhà đối diện chiếu sang, hay là xảy ra cãi cọ với hàng xóm, quan hệ láng giềng không tốt. Cùng với đó, khi mà hai cửa nhà gần với nhau dưới 3 m cũng sẽ phát sinh những ảnh hưởng. Khi một nhà đóng mở cửa thường xuyên sẽ dẫn tới tình trạng gặp phải chu tước khai khẩu sát cho nhà còn lại. Thế sát này về lâu dài ảnh hưởng rất lớn tới những thành viên sinh sống trong căn nhà đó, làm cho những người sinh sống trong ngôi nhà đoạn khí, sức khỏe yếu, tinh thần không tốt, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, từ đó dẫn đến tài lộc công danh kém. Ngoài ra, vào những năm thái tuế tinh quân, tam sát, ngũ hoàng đáo tới hướng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến gia đạo bất hòa, vợ chồng thì xảy ra cãi nhau, khẩu thị thị phi.
Sau khi tham khảo các phương án hóa giải của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài, phong thủy may mắn đưa ra phương án tối ưu nhất cho những căn hộ này như sau. Tại cửa chính của căn nhà, gia chủ cần sử dụng một tay co thủy lực nhỏ gắn tại trên đó để giúp cho cửa chính của căn nhà luôn luôn trong trạng thái đóng lại. Cùng với đó, tại khuôn cửa nhà mình, chúng ta sẽ sử dụng những đồng hoa mai đã được khai quang nạp chú đầy đủ và treo tại khuôn cửa để ổn định luồng khí ra vào qua lại đại môn nhà mình. Thế sát kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu là bên phải căn nhà là khu vực thang máy hoặc là bị một phần góc nhọn của thang máy đâm vào đại môn. Đây còn được gọi là bạch hổ sát. Bạch hổ sát là sát khí gây ra ở phía bên phải của căn nhà bạn, tính theo hướng cửa nhà bạn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tính là nhà anh chị nằm trong một dãy nhà mà bên phải căn nhà là phần thang máy luôn luôn chuyển động hoặc bị một góc nhọn của thang máy xuyên thẳng vào cửa chính nhà mình. Thế này tức là bạch hổ ngẩng đầu hoặc là hổ truy đuổi long vị, hổ ở vị trí cao. Những kiểu như vậy đều gọi là thế bạch hổ sát. Trong phong thủy, từ xa xưa tới nay, có một quan niệm không bao giờ thay đổi, đó là tả thanh long, hữu bạch hổ. Thanh long là bên động, tượng trưng cho người đàn ông trong nhà. Bạch hổ là bên tính, đại diện cho người nữ trong gia đình. Thế sát này sẽ ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình, nhưng những thành viên nữ trong nhà cần đặc biệt chú ý nhiều hơn cả. Trong trường hợp nhà bên bạch hổ tu sửa vào những năm phạm thái tuế, ngũ hoàng hoặc là hung tinh đáo, gây ra những ảnh hưởng cho người sống trong ngôi nhà, nhẹ thì mất máu, bệnh tật phá thai, nặng thì mất mạng. Ứng nghiệm của các thế sát này đặc biệt là vào người phụ nữ và trẻ nhỏ trong nhà. Với trường hợp này, sau khi tham khảo ý kiến của các thầy gia cát kết hợp với các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy Lộc Tài, chúng tôi xin đưa ra phương án hóa giải như sau. Đặt hồ lô gỗ đào ở phần tường phía bên tay phải của ngôi nhà hoặc sử dụng một đôi linh vật tại khu vực huyền quan của căn nhà theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Từ những trường hợp nặng nhẹ khác nhau mà chúng ta sẽ cần sử dụng các cặp linh vật khác nhau để hóa giải thế sát này. Lưu ý, ngoài việc bố trí đặt các pháp khí ra thì luôn luôn phải giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp để tạo không gian thoáng đãng cho người nhà. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị phần nào hiểu được về bạch hổ sát và các cách hóa giải. Thế sát tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video lần này và cũng là thế sát cuối cùng của chương trình là nhà gần cửa đổ giáp chung cư. Trong kiến trúc nhà chung cư, do vấn đề kỹ thuật nên một số phần công năng chính sẽ được cố định khiến người tiến vào ở không được thay đổi và bắt buộc phải tiến hành theo. Đường ống rác thải hàng ngày hay là phòng tiến hành đựng rác cho từng tòa nhà, từng khu vực chính là một trong số đó. Nhà bạn gần cửa đổ rác hoặc là gần phòng để rác của chung cư, thậm chí một phần tường nhà bạn sẽ là đường thoát rác, là một lựa chọn khó khăn mà không thể nào có thể tránh được. Rác thải, nơi tập kết rác, vô tình tạo ra một thế sát khác, đó là độc âm sát. Những tạp khí, uế khí từ đó ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sống trong ngôi nhà. Và những năm sao xấu đáo tới phương vị này trong căn nhà của bạn dẫn tới ảnh hưởng lớn về sức khỏe cũng như là tài lộc của các thành viên trong nhà. Thế sát này gần giống như thế sát nhà vệ sinh đặt tại khu vực đại môn, dẫn tới phần âm khí, uế khí theo đường nạp khí của căn nhà khuếch tán ra khắp toàn bộ căn nhà, khiến cho sức khỏe toàn bộ các thành viên trong nhà ảnh hưởng lớn và dẫn tới ngôi nhà của bạn trở nên âm u, nặng nề, nhiều âm khí. Với trường hợp này, sau khi tham khảo ý kiến của thầy gia cát kết hợp với các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy Lộc Tài, chúng tôi xin đưa ra phương án hóa giải như sau. Phương án tối ưu nhất sẽ lập huyền quan cho căn hộ và sử dụng bộ hoa mai trấn sát, kỵ tà, lọc khí dán trước khuôn cửa chính của căn hộ. Cùng với đó, tại cửa chính căn nhà vệ sinh sẽ làm phần tay co thủy lực để giữ cửa luôn đóng lại, không cho phần âm khí, uế khí thoát ra ngoài. Vừa rồi thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về những thế sát nguy hiểm thường gặp phải trong các căn hộ chung cư hiện đại. Ở trong những video tiếp theo, đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp những thế sát phổ biến và có ảnh hưởng nhiều tới đời sống để đưa tới thông tin đầy đủ hơn cho quý anh chị. Hy vọng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc chọn không gian sinh sống hợp lý và mang lại bình an may mắn cũng như ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.